Anh thích dạy đời người ta, nhưng anh làm nhà giáo làm không nổi. Đó là cái điều anh rất rõ ràng, và anh phải xác định. À thì ra Tiến ơi, mày thích nói đạo lý, mày thích dạy đời người khác, nhưng mà rõ ràng mày không thích công việc nhà giáo, bởi vì mày không có cái khả năng để mà giữ được cái ngọn lửa cháy liên tục. Và đôi khi nha, có những cái công việc là đi tới đi lui liên tục, em không có được ở gần nhà nè, thì mình sẽ phải cân nhắc. Có nghĩa là ở đây anh đang không phải là khuyên em bỏ nghề hướng dẫn viên du lịch, mà anh chỉ muốn em là khi yêu thích hoặc là lựa chọn một cái nghề nào thì sẽ tìm hiểu kỹ và thử đặt mình vào cái tình huống làm cái công việc đó lặp đi lặp lại hàng ngày, thì mình có chịu nổi hay không. Điều kiện hiện tại của gia đình em không cho phép em tiếp tục con đường học, và kiểu em cũng phải buôn bán phụ bác em để kiếm tiền lo cho cuộc sống của em. Em phải tự mình xây sở tiền học phí của mình. Vậy thì cái băn khoăn của em đó là nghỉ học liền từ bây giờ, là nghỉ học lớp 12 luôn, hay là học xong lớp 12 rồi mới tính tới chuyện nghỉ? Em băn khoăn là em có nên học nữa hay không, tại thật sự là em rất là muốn học lên đại học, nên là kiểu điều kiện không cho phép á, nên là cũng bị băn khoăn là nên tiếp tục học hay là nên nghỉ ở hiện tại để mà mình tìm con đường khác, ví dụ như đi học nghề chẳng hạn. Bây giờ cho anh hỏi một tí xíu nữa, đó là nếu như học đại học thì em đang thích học ngành gì, em có định hướng gì chưa? Dạ em có định hướng rồi. Là học cái gì nè? Em có hai định hướng là bên logistics với lại du lịch. Em có chút phân vân là do logistics á, nó đem lại cho em sự ổn định và tài chính gia đình hơn là bên du lịch. Du lịch thì nó hơi bấp bênh, có khi mình có tour mình đi có hên thì xong, nên là cũng khiến cho em băn khoăn lo chở một chút, nhưng mà em thích du lịch hơn. Rồi bây giờ Giang Hồng Ngọc có muốn điều tra gì bạn không? Em điều tra luôn đi, rồi sau đó mình sẽ cho một số những cái gợi ý hoặc tư vấn cho bạn nhé. Em thì cũng hỏi ngắn gọn thôi, thực sự là em thích học lắm đúng không? Có nghĩa là bây giờ là chị thấy em rằng là em vừa vẫn muốn học nè, tiếp theo để lên đại học, mà vừa vẫn muốn đi làm để có thêm phụ giúp cho chính mình, cá nhân của mình, và phụ giúp thêm cho gia đình, đúng không? Dạ đúng. Thì đó, em nghĩ là như vậy. Thì còn bây giờ lời khuyên thì để anh nói xong đi, rồi em sẽ có những cái sự trải nghiệm của em để em chia sẻ thêm với bạn. Ok, anh. Rồi bây giờ nè, với hướng dẫn viên du lịch thì đó là cái sở thích của em. Với logistics thì là em sẽ cho em một cái công việc có thu nhập tương đối ổn định hơn. Bây giờ cho anh hỏi là cái mục tiêu của em muốn cái gì? Mục tiêu xa, mục tiêu gần, ví dụ ước mơ của em tương lai em phải trở thành một người như thế nào? Em có biết được điều đó không? Dạ biết chứ, em muốn ổn định hơn, là em muốn du lịch hơn, em thích ngành đó hơn, em thích được nói và giao lưu với mọi người hơn. Em biết không, cái này anh chia sẻ một cái kinh nghiệm của anh thôi nha. Có nghĩa là khi mình chưa bước vào ngành nghề á, thì mình sẽ tưởng tượng, ví dụ em sẽ thấy là à em thích đi du lịch, đi đây đi đó, cho nên em thích làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng mà cái hình dung của em chỉ là à mình được tới chỗ này mình chơi một chút, mình tới chỗ kia mình chơi một chút, tới chỗ nọ chơi một chút. Hồi nhỏ là anh đã thích cái nghề làm thầy giáo rồi. Anh tưởng tượng là khi mình lên thầy giáo ha, mình đứng trên đây mình nói đạo lý ha, mình đứng trên đây mình dạy người ta ha, là vui lắm. Đó là bởi vì mình hình dung á là một bài giảng mình chỉ giảng có một lần thôi. Cái lúc lần đầu tiên mình giảng cái bài giảng đó mình rất là năng lượng, rất là nhiệt huyết. Nhưng mà khi thực tế anh bước vào nghề thì anh mới nhận ra rằng là cái công việc đó nó không hợp với anh. Tại sao? Bởi vì vậy nè em, khi anh làm giảng viên đại học á, anh phải dạy rất là nhiều những cái nhóm khác nhau. Anh nói ví dụ như một lớp chia thành 6 nhóm, hai lớp là nó có thể ra thành 12, 13 nhóm. Vậy thì với cùng một bài giảng, sáng anh giảng cho nhóm 1, chiều anh cũng giảng y chang cho nhóm 2, hôm sau anh giảng y chang cho nhóm 3, hôm sau anh giảng y chang cho nhóm 4. Thì anh nhận ra là anh không đủ sức để làm vậy. Nghĩa là ở cái lần đầu tiên anh giảng cái bài giảng đó, anh rất là say mê, rất là nhiệt huyết và anh truyền tải. Sau đó anh liên hệ, anh mở rộng bài giảng rất nhiều. Lần thứ hai cũng rất say mê, lần thứ ba là bắt đầu hơi nguội nguội rồi, lần thứ bốn là bắt đầu hơi mệt mệt rồi, tới lần thứ tám, thứ chín á, nản luôn. Thật ra là anh cảm thấy anh rất có lỗi với các bạn sinh viên, bởi vì mình không còn lửa mình dạy nữa. Anh không phải là cái người có thể giữ được cái ngọn lửa của mình cháy hừng hực hoài liên tục như là những thầy cô mà họ làm lâu năm trong nghề. Nó dẫn tới cái việc là ở nhóm thứ tám, nhóm thứ chín anh bị đuối, anh không giữ được lửa nghề. Và anh cảm thấy là chỉ mong sao mấy tiết giảng nó qua thiệt là nhanh cho anh đi về thôi, tại anh quá mệt rồi. Và anh nói thiệt với em, tới cái nhóm thứ 13 đó là anh dạy trả nợ quỷ thần thôi. Cho nên là các bạn sinh viên ơi, anh xin lỗi tụi em nếu mà thời gian đó anh lỡ dạy tụi em nha. Nhưng mà thật sự nó là như vậy. Vậy thì khi mà mình hình dung về một cái nghề, thí dụ em thích là đi đây đi đó, là du lịch đi, trong hình dung của em có thể chỉ đơn giản là tháng này mình đi chỗ này, tháng sau mình đi chỗ kia, mình được mở rộng ra, mình được tham quan, mình được đăng hình Facebook đồ này nọ mình thích. Nhưng nếu em hình dung là công việc đó nó lặp đi lặp lại liên tục, và công việc của em không phải chỉ đơn thuần là đi chơi mà là phải đi phục vụ các khách khác, có nghĩa là những cái khách hàng của em phải dắt họ đi, em sẽ nói, em cũng thích giới thiệu về địa phương đó, em cũng thích nói cho người ta biết đó. Nhưng mà em tưởng tượng coi là nếu mà cái công việc nói đó cũng cùng một bài nói y chang vậy, em nói tới nói lui nói đi nói lại thì em còn giữ được không, hay là em sẽ bị mệt và bị mất lửa. Vậy thì lúc này mình sẽ phải xác định một cái điều là yêu thích du lịch
nó khác với cái việc yêu thích làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Thì em sẽ phải xác định rất rõ điều đó. Anh thích dạy đời người ta, nhưng anh làm nhà giáo làm không nổi. Đó là cái điều anh rất rõ ràng, và anh phải xác định. À thì ra Tiến ơi, mày thích nói đạo lý, mày thích dạy đời người khác, nhưng mà rõ ràng mày không thích công việc nhà giáo, bởi vì mày không có cái khả năng để mà giữ được cái ngọn lửa cháy liên tục. Và đôi khi nha, có những cái công việc là đi tới đi lui liên tục, em không có được ở gần nhà nè, thì mình sẽ phải cân nhắc. Có nghĩa là ở đây anh đang không phải là khuyên em bỏ nghề hướng dẫn viên du lịch, mà anh chỉ muốn em là khi yêu thích hoặc là lựa chọn một cái nghề nào thì sẽ tìm hiểu kỹ và thử đặt mình vào cái tình huống làm cái công việc đó lặp đi lặp lại hàng ngày, thì mình có chịu nổi hay không. Dạ, theo em thì em thấy em sẽ giữ được ngọn lửa đó. Vẫn thích cái ngành đó hơn, em đam mê hơn, em thấy em được là chính mình khi nếu mà em làm cái nghề đó. Còn nếu như mà bên logistics á, mình ngồi mình ghi sổ sách mà mình thống kê rồi mình này kia mình kỳ nọ, nó quá nhàm chán đối với em, mà con người mà thích đi đây đi kia, thích nói này nói nọ. Nên là em thấy em vẫn yêu thích ngành du lịch đó hơn là logistics ạ. Rồi ok, nếu vậy thì em cũng có câu trả lời luôn rồi. Bây giờ mình sẽ phải giải cái bài toán là làm sao để em có thể làm được hướng dẫn viên du lịch mà em vẫn đảm bảo được cuộc sống. Thì đó mới là bài toán mình cần giải, đúng không? Dạ. Thật ra nha, cái việc lựa chọn nghề nghiệp á, nó quan trọng phải là cái nghề mình yêu thích. Bởi vì em biết sao không? Nếu mà em vì một cái lý do gì đó em chọn một cái nghề đó mà em không yêu thích á, khi em gặp khó khăn với nghề đó, em vượt qua không nổi. Còn một khi mà mình đã có đam mê, có yêu thích một cái nghề á, em gặp khó khăn em sẽ có đủ dũng khí và động lực vượt qua. Thậm chí á, cuộc đời đánh em lên voi xuống chó hết lần này tới lần khác, nhưng mà cuối cùng vì đam mê em vẫn sẽ quay lại được. Anh là một cái trường hợp vậy, có nghĩa là anh bị nghệ thuật từ chối anh liên tục. Nhưng mà sau lúc đó thôi, nó chán quá rồi, nản quá rồi, mệt quá rồi, thôi bỏ tiếng là bỏ giùm tao một cái, bớt giùm tao một cái. Nhưng mà cứ y như rằng là vài tháng sau là chịu không nổi, cứ là phải làm tiếp. Đó, vậy thì cái động lực để giúp mình vượt qua tất cả mọi cái khó khăn trong nghề, tại vì chắc chắn em chọn nghề nào nó cũng sẽ đầy chông gai và không có dễ dàng để thành công đâu. Nhưng mà để có thể đi được tới thành công, em phải có đủ cái khả năng và cái động lực để em vượt qua khó khăn. Cho nên nếu như em thật sự em xác định là em thích cái nghề hướng dẫn viên du lịch hơn nha, và em cảm thấy là công việc logistics chưa làm mà đã thấy chán rồi ha, thì xin lỗi, chắc anh nghĩ là em nên làm hướng dẫn viên du lịch thầm. Dạ. Ngọc nghĩ sao về cái chuyện mà đam mê với nghề nghiệp và khó khăn nè? Em thì sau những cái anh bộc bạch với bé, và bé cũng nói là những cái suy nghĩ với anh, thì em cũng có hơi đắn đo một chút xíu về suy nghĩ của bé một chút. Em vẫn nghe được từ câu trả lời của bé là bé vẫn thích đi đây đi đó. Nhưng mà em phải hiểu một điều như vậy, rằng là cái đi đây đi đó với mình và cái công việc du lịch của em là cái người mà, nếu nói đúng luôn, là cái người phải mang đến niềm vui cho khách hàng, và cái người phải mang đến những câu chuyện trong cái tour đó. Thí dụ như em dẫn người ta đi đến Côn Đảo, dẫn người ta đi đến Vũng Tàu, thì em phải am hiểu kiến thức về những cái vùng đó để em chia sẻ cho những người khách của em biết. Thì em ơi, giống như bây giờ chị hát, chị phải hát hay trước đã thì mình mới làm ca sĩ được. Và mình mới đi theo cái đam mê đó được. Thì chị đang thắc mắc một cái việc là thực sự em đang đam mê là em muốn được nói chuyện để giới thiệu đây, khu du lịch này, khu du lịch kia, và em nói bằng hết những cái tâm tư của mình để cho khách mình được biết, hay là em chỉ đang thỏa mãn cái việc là em đi đây đi đó để em biết được khắp nơi, mọi nơi nó có những gì, và em biết được ở nơi này nó có cái gì này cái kia, thì đến một thời gian em sẽ chán. Tại vì khi em đã biết được rồi thì em sẽ chán. Còn nếu khi em đặt tâm thế của mình vào, mình là người là hướng dẫn viên du lịch, không phải là chị nói em không có tâm, nhưng nếu như em đặt tâm thế mình vào, mình vì đam mê đó, mình muốn được phát triển sự nghiệp du lịch của mình bằng cách mình nói hay. Giống như bây giờ chị đi ra Côn Đảo, chị rõ ràng là chị rất ấn tượng với chị đó tên là Quyên. Và chị mỗi lần mà chị giải trình về cái nơi Côn Đảo đã có những di tích gì, lịch sử gì đã làm nên Côn Đảo như ngày hôm nay, chị bị cuốn. Và khi chị hỏi chị ấy tại sao chị làm được điều này, vì chị yêu nghề. Vì chị yêu nghề, và vì chị thấy rằng là chị đang sống với nghề. Chị tâm sự với em, chị rớt nước mắt, và chị, đây là chị câu chuyện có thật. Chị nói rằng có những khi đi tour ngoài Côn Đảo, thời gian đầu Côn Đảo chưa hot đó em, có ngày được có 100 ngàn ạ. 200 ngàn, 300 ngàn, nó từ từ. Rồi khi Côn Đảo hot lên rồi thì những người, thí dụ như em và những khách khác, thấy chị nói rất hay mà giọng rất cảm xúc dạt dào, thì em lại tặng cho chị thêm những cái mà em cảm thấy rằng là chị xứng đáng được thừa hưởng. Thì cái đó còn là cái tâm quyết dành cho nghề, và vì thực sự chị yêu cái nghề du lịch này, và yêu với cái việc là chị đang giải trình những cái mà chị đã thấm sâu vào trong lòng của chị, và chị đang muốn đưa khách hàng đến những nơi, những cái mà chị biết bằng cái tâm quyết của chị. Thì chị muốn hỏi em là
em có thực sự muốn làm điều đó không, hay là em chỉ muốn ngày hôm nay em sẽ đến Vũng Tàu, ngày mai em đến Nha Trang, ngày mốt em đi Singapore, xa hơn nữa là qua Nhật Bản, Hàn Quốc. Khi mà em thỏa mãn được khi em đi đây đi đó rồi thì em có dễ chán hay không? Dạ em nghĩ là không, tại vì em đã cố gắng nhiệt huyết để mà em có thể đi tour, đã làm người hướng dẫn viên như vậy thì em sẽ cố gắng để đi nhiều hơn, sẽ nói cho người ta biết nhiều thứ hơn. Vậy thì vậy thì chị yên tâm về cái suy nghĩ của chị, tại vì có thể là do em cũng còn nhỏ và chưa có trải nghiệm nhiều, nên có thể là lúc mà em nói ra những cái từ đó thì chị hiểu lầm rằng là em có thể là để đang thỏa mãn cái việc là em thích đi du lịch nhiều nơi, thì cho nên em chọn nghề du lịch là để em được làm những đi được đến những nơi đó. Còn ngoài ra du lịch nó cũng nhiều khía cạnh lắm em ạ. Giống như khi một cái nghề người ta đã quyết định rồi thì không phải cái chuyện đi đây đi đó đâu, mà em còn phải học thuộc tất cả những địa danh đó, và địa danh đó nổi tiếng cái gì, được người ta biết đến cái gì, thì bằng cái sự cảm xúc thật của mình đã được chứng kiến nơi này qua những người đi trước trình bày và cho mình biết, thì mình bằng hết cái tâm huyết của mình để giải thích cho khách. Thì nếu em đã khẳng định như vậy thì chị hoàn toàn hy vọng rằng là em sẽ yêu thích nó và đi với nó tận cùng với những gì mà em đã yêu.